Dưới đây là một câu chuyện về Đức Mẹ hiện ra tại Trà Kiệu, một sự kiện linh thiêng gắn liền với đức tin Công giáo tại Việt Nam. Vào những năm 1885, tại làng Trà Kiệu, thuộc tỉnh Quảng Nam ngày nay, diễn ra một cuộc bách hại tôn giáo dữ dội. Lúc này, phong trào Cần Vương nổi dậy, chống lại triều đình và cả người Pháp. Nhiều người Công giáo bị coi là kẻ thù của phong trào và chịu sự bách hại khốc liệt. Làng Trà Kiệu nơi có đông đảo người Công giáo sinh sống, bị tấn công dữ dội bởi quân Cần Vương người dân trong làng bị bao vây và đe dọa tính mạng không thể thoát khỏi vòng vây của quân địch trước tình cảnh tuyệt vọng các tín hữu trong làng trà kiệu không còn biết cầu cứu vào đâu ngoài sự che chở của mẹ maria họ tổ chức các buổi cầu nguyện liên tục tại nhà thờ và đặc biệt là trên đồi bửu châu nơi họ đặt bức tượng đức mẹ họ tin rằng chỉ có đức mẹ mới có thể bảo vệ họ trong cơn nguy nan này vào một buổi chiều, khi cuộc tấn công của quân Cần Vương lên đỉnh điểm, nhiều người dân trong làng chạy lên đồi Bửu Châu và tiếp tục cầu nguyện dưới chân tượng Đức Mẹ. Bỗng nhiên, một số người nhìn thấy một hình ảnh kỳ diệu, Mẹ Maria hiện ra trên nóc nhà thờ, tỏa sáng rực rỡ. Mẹ giang tay che chở cho dân làng, và ngay sau đó, quân lính tấn công bị rối loạn và bỏ chạy. Quân lính Cần Vương cố gắng tấn công lần nữa nhưng không thể nào vượt qua được vòng bảo vệ thiêng liêng của Đức Mẹ trong nhiều ngày liên tiếp đức mẹ hiện ra để bảo vệ và che chở cho người dân trà kiệu cuối cùng quân cần vương phải rút lui hoàn toàn không thể chiếm được ngôi làng dân làng tin chắc rằng đức mẹ maria đã lắng nghe lời cầu nguyện của họ và ban phép lành cứu giúp họ khỏi sự hủy diệt sau khi được cứu thoát một cách kỳ diệu người dân trà kiệu đã xây dựng một đền thờ lớn để tạ ơn đức mẹ maria Đền Thánh Đức Mẹ Trà Kiệu ngày nay trở thành một trong những địa điểm hành hương quan trọng nhất của Công giáo Việt Nam, nơi hàng ngàn người đến cầu nguyện và tạ ơn Đức Mẹ mỗi năm. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã từng công nhận sự kiện linh thiêng này và khuyến khích các tín hữu trên toàn thế giới hướng về Đức Mẹ Trà Kiệu. Câu chuyện Đức Mẹ hiện ra tại Trà Kiệu là một minh chứng mạnh mẽ cho lòng tin và sự bảo vệ của Mẹ Maria đối với những ai thành tâm cầu nguyện qua sự hiện diện thiêng liêng của mẹ người dân trà kiệu đã được cứu thoát khỏi hiểm nguy và đức tin của họ vào sự che chở của mẹ càng trở nên vững chắc hơn bao giờ hết